Toàn dân hôm nay lại sạt cánh bên nhau. Ô vì đã lây lan trở lại, toàn dân bên nhau chung sức chung lòng chống đại dịch Covid lây lan. Vì công lao chính phủ đã đưa ra kịp thời biện pháp an toàn, cách ly ngăn lây nhiễm, cách ly để cứu chữa người đã mắc bệnh. Người dân cùng góp tiền góp sức đang nỗ lực chung phòng chống dịch để nước chúng ta ngày ngày yên vui. Xin ghi nhớ và biết ơn chiến sĩ biên phòng hướng dẫn nhân dân giữ gìn biên giới. Càng yêu người chiến sĩ thân yêu, nước rót cơm mừng đến từng nơi đang cách ly. Ở trong sang lao càng thấu hiểu nhân tâm, lòng nhân ái yêu thương nhân nghĩa. Người dân bên nhau chia sớt khó khăn, vui mà sợ nước mắt rưng rưng. Anh công an vất vả giữ cho quê hương mình được sống yên bình. Bao nhiêu y bác sĩ xông pha nơi nguy hiểm xa thân quên mình. Kìa ô kìa có nhiều kẻ xấu đưa đón người đã vượt biên vào, giặc ở bên ta giặc ở sau lưng. Nên ghi nhớ chẳng biết đâu người đã mang bệnh, việc trốn cách ly sẽ làm lây nhiễm. Cùng nhau ta cảnh giác mỗi ngày, ý thức mỗi người giúp toàn dân yên. Toàn dân hôm nay lại sát cánh bên nhau, bao vất vả gian nan nguy hiểm, toàn dân ta đang chung sức chung lòng chống đại dịch Covid lây lan. Vì công lao chiến sĩ luôn đi đôi tiên đầu dũng cảm kiên cường, vì công y bác sĩ xông pha nơi nguy hiểm xa thân quên mình. Rồi đây sẽ có nhiều gian khó, kinh tế sẽ sụt rất nhiều. Đoàn kết bên nhau đồng bào thân yêu trong gian khó, cùng nắm tay chung sức chung lòng tương ái tương thân, gian sẽ cùng nhau. Việt Nam thân trang sứ sang